Dũng Audi chỗ tô số 1 Hải Dương xin được gửi lời chào tới toàn thể quý vị cùng toàn thể các chị em. Và ngày hôm nay kênh mua bán và trao đổi xe của Dũng Audi tiếp tục lên sóng cho anh chị em một cái mẫu xe mới về. Hôm nay gửi tới toàn thể mọi người mẫu sedan phân khúc hạng B, giá rẻ nhất trong tầm phân khúc, nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu và form dáng thì cũng rất là đẹp. Đây chính là một em Kia Soluto sản xuất vào năm 2019, số tự động, dung tích động cơ là 1.4, đời cao. Em này thì zin cả xe rồi, lốp theo xe còn nguyên cả dàn luôn, cả dàn lốp theo xe nhá. Đấy, máy số zin, cột kèo keo chỉ nguyên zin nguyên bản và xe thì cam kết với chúng ta là không đâm xô va chạm hay là tai nạn ngập nước. Xe siêu đẹp, siêu chất. Có dấu đỏ công ty đồng hành nên chúng ta cứ an tâm. Nếu mà anh chị em làm thực sự thiện chí thì đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng. Đấy. Giá thành của chiếc xe này thì em giao bán là 425 triệu đồng nhé. 425 triệu đồng vẫn còn thương lượng, bác nào muốn thương lượng giá cả alo trực tiếp 0855 966 966, hoặc đến trực tiếp luôn địa chỉ cửa hàng lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Lam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để trực tiếp xem xe này, test xe cũng như chạy thử xe để cảm nhận và đánh giá về chất lượng của chiếc xe này mang lại cho quý anh chị em. Còn bây giờ thì em bắt đầu đi vào review chi tiết chiếc xe này. Đầu tiên thì xe trang bị cụm đèn halogen và đèn gầm là đèn bi, giải đèn nét định vị ban ngày được trang bị đầy đủ, 4 a-răng đúc dạng phay và xe đã cũng đã được trang bị 4 phanh ABS rồi. Xi nhan được tích hợp trên gương và ở tầm phân khúc hạng B phục vụ gia đình, mà anh chị em nào trong tầm tiền kinh tế mà chúng ta không đủ mua Vinaxen hoặc là Toyota Vios, thậm chí là anh em ruột trong nhà với cả Kia Soluto thì đó chính là Kia Rio. Đấy là những cái mẫu xe nó cao tiền hơn là chúng ta lại cần phân khúc hạng B thì có thể tham khảo một cái mẫu xe của dòng Kia đây, đó chính là Kia Soluto. Ở đằng sau chiếc xe này cũng được trang bị camera lùi cùng với cả ba cảm biến lùi phía sau, cảnh báo va chạm sớm cũng như là giúp cho chúng ta là kiểm soát không gian đằng sau xe được tốt hơn. Di chuyển sang phần thân bên lái để cho mọi người ngắm kỹ hơn về tổng thành, form dáng, sơn si, ngoại thất bên ngoài của Kia Soluto sản xuất vào năm 2019. Xe tuyệt vời, siêu đẹp, siêu siêu chất đây. Đấy. Như vậy thì em đã đi hết một vòng chung quanh xe rồi, để cho anh chị em ngắm tổng thành về form dáng, sơn si, ngoại thất bên ngoài của chiếc xe này. Anh chị em có cảm nhận như thế nào thì hãy để lại một comment dưới phần bình luận. Chiếc xe này thì em có hỗ trợ trả góp tầm khoảng 50-60%, nên là bác nào có nhu cầu mua xe trả góp thì alo nhá, alo trực tiếp luôn. Bây giờ thì em sẽ đi vào nội thất của xe để bắt đầu review về mặt nội thất của em này. Lốp lát theo xe vẫn còn nguyên cả dàn, xe chạy rất là đẹp luôn. Đấy, thì ở đây chúng ta nhìn này, tuần thứ 29 của năm 2019 này, được chưa? Tuần thứ 29 năm 2019. Ở đây thì cái chấm sơn đỏ này, đấy, chấm sơn đỏ vẫn còn nguyên đây nhá. Đấy, cái chấm sơn đỏ vẫn còn nguyên. Tuần thứ 29 của năm 2019 đây, được chưa? Đấy. Quả lốp trước và quả lốp sau này, đây các bác nhìn này. Đấy, quả lốp trước và quả lốp sau đây nhá, lốp theo xe vẫn còn nguyên cả dàn luôn. Và ở đây thì chúng ta nhìn, bắt đầu đi vào nội thất này. Em này trang bị nội thất ghế da với hai tông màu, còn nguyên zin nguyên bản hết. Một chiếc xe form dáng đẹp, giá rẻ trong tầm phân khúc hạng B. Đây. Đấy, thì mọi người nhìn đấy nhá. Đấy, rất là đẹp. Tablo đây. Hai tông màu nhá, tablo hai tông màu. Đẹp nét căng luôn. Bây giờ đẹp nét căng luôn rồi. Đấy, còn về công nghệ thì nó cũng được trang bị đầy đủ như hệ thống gương kính chỉnh điện. Đây. Gương kính chỉnh điện các thứ là có đầy đủ nhá. Vô lăng thì có đàn thoại rảnh tay. Thiết kế ba chấu cũng theo phong cách thể thao. Nhìn cực kỳ là đẹp. Màn hình giải trí có rồi và đằng sau được trang bị camera lùi. Đấy, một chiếc xe phân khúc B 2019 giá chỉ nhìn hơn 400 một tí thôi. Nhìn hơn 400 một tẹo thôi nhá. Đấy, so với Hyundai Accent hoặc là Toyota Vios thì nó rẻ hơn rất là nhiều. Rẻ hơn được 5-60 triệu. Thì chúng ta lên cân đối lựa chọn tầm kinh tế của chúng ta. Rồi, bây giờ thì em sẽ bắt đầu đi vào review chi tiết về mặt chất lượng của xe. Thì đầu tiên vẫn cứ là cái cánh trước bên lái trước. Thì các bác nhìn thấy cái răng cửa này. Đấy, zin đét nhá. Răng cửa zin đét luôn. Và đây thì này,
Đấy, bàn là trên, bàn là dưới, quay bàn là dưới thì có nhìn rõ hơn. Ốc màu các thứ nó còn nguyên, ốc màu nó còn nguyên xi. Và đây thì hãy nhìn này. Đấy, thân vỏ của nó thì không có hiện tượng là lệch lạc về form hay là về giá nhá. Và chỉ chiếc đây. Đây chính là phần chỉ. Được chưa? Phần chỉ đây nhá. Đấy, chỉ đây. Được chưa? Rất là mượt. Quay lên cái phần ốc bản lề này. Ốc bản lề trên cột này chúng ta nhìn này. Đấy, cái phần bản lề trên cột đây. Thì cái bu lông bản lề này nhá, nó zin nét đây. Bu lông bản lề trên này và bu lông bản lề dưới nó zin nét nhá. Những lớp bụi màu theo thời gian nó vẫn còn nguyên. Còn những kẽ này. Đấy, chưa xảy ra cái hiện tượng là mở ốc hay là tháo rỡ trên những cái con ốc này. Nhân tới đây thì em sẽ mở luôn phần khoang động cơ và mở luôn phần cốp xe ra. Rồi cánh trước bên lái rồi, em sẽ xuống cánh đằng sau bên lái. Thì đây chính là phần chỉ này. Đấy, chỉ trước đây nhá. Thấy chưa? Nó cũng thẳng tưng thẳng tắp luôn. Ở phần bản lề em review rồi, nhưng mà quay đằng sau, em cứ quay ở đằng sau lên cho các bác nhìn kỹ hơn. Thế bu lông bản lề đây nhá. Đấy. Vừa lấy là cái bản lề gắn trên cột. Được chưa? Đây là bản lề gắn trên cái cánh cửa. Đấy, thì màu sơn nó vẫn còn nguyên. Nói chung là cái bản lề gắn trên cột nó không ảnh hưởng gì, chắc chắn những cái con ốc ác này là nó không ảnh hưởng gì rồi nhá. Tuy nhiên là quay cho các bác thấy là cái độ đẹp của em nó thôi. Đẹp độ chất form dáng thì nó không có hiện tượng lệch lạc với form về dáng nhá. Đấy. Bắt đầu đi ra đằng sau này. Thì phần cốp xe đây. Cốp xe thì nó là một cái mẫu sedan phân khúc B nên là cốp xe nó cũng rất là rộng. Đấy. Cốp xe nó cũng rất là rộng luôn. Sơ cua thì còn rất là mới, nhưng mà sơ cua vẫn còn mới nhá. Đây. Sơ cua vẫn còn rất là mới, đồ đạc đầy đủ. Nói chung là sạch sẽ, gọn gàng sạch sẽ hết rồi. Về phần form dáng thì ở đây form dáng các bác nhìn này, nó không có hiện tượng là lệch lạc về form hay là lệch lạc về dáng gì cả. Được chưa? Hai bên nó cân đối nhau. Đấy, hai bên nó cân đối nhau này, không có hiện tượng lệch lạc về form hay là lệch lạc về dáng nhá. Được chưa? Em quay đến phần chỉ trong này. Thì đây chính là cái phần chỉ trong. Đấy, chỉ trong đây. Được chưa? Càng đét luôn rồi, phần chỉ trong đấy, càng đét luôn nhá. Xuống phần sát xiêm gầm bên dưới này. Đấy. Thì phần sát xi nó còn mới tinh nhá, mới tinh, mới kinh cong luôn này. Nhìn ra phần sát xi nó mới tinh, mới kinh cong luôn. Các bác có thể nhìn thấy đây. Đấy. Rất mới, nói chung là nó rất mới rồi. Mới tinh và mới kinh cong luôn. Đó, mới kinh cong luôn. Ok chưa? Ok luôn nhá, ok luôn. Được chưa? Rất đẹp. Không hiện tượng là han xì mối mọt hay là vết hàn cắt ghép nối gì ở dưới cái phần sắp xi gầm. Di chuyển sang cái phần thân bên phụ này, bắt đầu di chuyển sang phần thân bên phụ. Đèn đóm các thứ còn rất là đẹp. Thì ở đây là cái phần rằng cửa nhá. Đây là cái phần rằng cửa này. Rồi bu lông bản lề trên này và bu lông bản lề dưới đầy đủ luôn. Bu lông bản lề trên và bu lông bản lề dưới các thứ đầy đủ hết. Và quay đến cái phần chỉ này. Đấy, thì đây chính là phần chỉ này. Đi chưa? Nó đẹp căng luôn đây rồi. Đấy, đẹp căng đây. Lên phần cánh trước này. Để di chuyển đến phần cánh trước phần phụ. Thì ở đây chúng ta sẽ nhìn phần chỉ này. Được chưa? Phần chỉ nó cũng đẹp căng luôn nhá, đẹp căng luôn. Và em quay lên cái phần bu lông bản lề thì có cái gì này. Đấy. Trên cột đây bu lông bản lề trên này. Đấy, bu lông bản lề dưới này. Được chưa? Bu lông bản lề trên và bu lông bản lề dưới đây. Chuyển sang cái phần răng cửa. Thì đây chính là cái bu lông răng cửa này. Đấy. Đây. Được chưa? Bu lông bản lề trên này rồi bu lông bản lề dưới nó đẹp căng rồi nhá. Bây giờ em sẽ đi vào bên trong một khoang động cơ.
bắt đầu đi vào bên trong phần khoang động cơ chúng ta này. Ở đây thì nó khô ráo nha, khô gioăng luôn, không có cái hiện tượng gọi là chảy dầu hay chảy mỡ nha. Khô gioăng, bên trong khoang động cơ này là khô ráo, không có hiện tượng chảy dầu hay là chảy mỡ. Và ở đây thì chúng ta nhìn những cái phần bu lông ốc này, chân máy này nó chưa có hiện tượng tháo rỡ nhá, chưa có hiện tượng tháo rỡ gì cả. Những chỗ này thì những con ốc màu nó còn nguyên, được chưa? Đấy, đấy nhá. Còn máy móc thì em nó zin từ dàn cò zin xuống rồi. Máy thì zin từ dàn cò zin xuống nhá. Bu lông các thứ này. Được chưa? Máy thì zin từ dàn cò zin xuống. Đấy, chuẩn đen luôn nha, zin từ dàn cò zin xuống này. Hộp số thì đây. Đó. Hộp số của em này cũng zin đét đẹp rồi. Được chưa? Hộp số thì cũng zin đét đẹp luôn. Đó nhá. Zin đét luôn này. Rồi. Còn cái phần bu lông này, ốc cabo này, chúng ta nhìn này, ốc cabo đây nhá, và phần chỉ này, đấy, chỉ đây, chỉ trước đây, được chưa? Đây là cái phần ốc cabo này. Đấy, ốc cabo. Thấy chưa? Đấy, cabo nó chưa có hiện tượng là mở ốc hay là tháo rỡ nhá, chưa có hiện tượng mở ốc hay tháo rỡ. Rồi. Như vậy thì em đã review xong tới toàn thể quý anh chị em một chiếc Kia Soluto đời 2019, số tự động với dung tích động cơ là 1.4. Và giá của em này thì em đang giao bán là 425 triệu, tuy nhiên là vẫn còn thương lượng thêm. Bạn nào mà quan tâm thì alo trực tiếp cho Dũng Audi 0855 966 966 để thương lượng giá cả. Còn giờ em xin kết thúc video giới thiệu về xe tại đây. Cảm ơn quý anh chị em đã quan tâm theo dõi và nhiệt tình ủng hộ. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý anh chị em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.